đời này không có cái giải nào mà cái giải nào thiệt chứ. Thế gì người ta mua cái bao gạo 5 cân, 10 cân về nấu cơm, nãy giờ là bố con có cơm ăn rồi. Không, dắt tiền thì mua cái bao gạo tao đùng này về, tiết kiệm được 100 nghìn các bạn ơi. Nhưng mà khổ một cái gì mà phát hiện ra rằng á, gạo chưa có trà nên bây giờ đâu có cơm đâu ăn. Thế là bây giờ mình đi thay quần áo lần nữa. Xong rồi mới dát lại cái bao gạo này đi ra cái máy trà gạo đó. Sẵn dịp giới thiệu các bạn, tất cả các bạn cùng lúc có còn nào anh đến cái máy trà gạo và xem nó hoạt động như thế nào nhé. Giới thiệu cả nhà, đây là cái máy trà gạo tự động và được đặt rải rác khắp đất nước Nhật Bản. Cái máy này thì hoạt động rất là đơn giản các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào là xong. Quy trình trả gạo của bố con mình á, thì các bạn sẵn sàng bỏ tiền vào 100 yen. Cái máy thì Sata nó sẽ tự động nó nhảy lên nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đổ gạo vào. Sau khi đổ gạo vào thì các bạn chỉ cần bấm nút và máy sẽ hoạt động hoàn toàn tự động. Đấy, bây giờ gạo sẽ từ từ đi xuống. Và phía bên kia thì là gạo thành phẩm sẽ ra đời các bạn ơi. Và việc của chúng ta bây giờ là đứng chờ thôi. Và những cái hạt gạo ra đời này thì hoàn toàn chúng ta có thể mang về và nấu cơm được đấy. Và sau đó thì chúng ta bỏ lại vào cái bao cũ. Các bạn thấy đơn giản không? Mọi thứ bên Nhật đều hoạt động hoàn toàn tự động hết các bạn ạ. Và chia sẻ ngày hôm nay của bố con mình xin được tạm dừng nơi đây. Hãy tiếp tục ủng hộ bố con mình bằng cách nhấn đăng ký và mở chuông để có thể đón nhận những chia sẻ tiếp theo của bố con mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.